People said, oh, cement, no, wooden. And we cover outside by a kind of oil. We call cashew oil. We cover outside to prevent from the water. That. When you touch here, oh, it's black color. You are for luck or for money. You. Đây là chùa bạn đứng. No, no, for baby. Baby. Chùa bạn đứng. Toàn bộ tất cả những này đều là chưa có ai mà chưa bằng chưa xa không để chưa ai mà có ở Tây nhá, khi được chúng ta đi qua đó là người đó chưa về sơn mài. Anh chị biết là sơn mài không? Người ta dùng tay người ta mài đâu, mà người ta dùng nước, người ta vặn cái vòi nước, người ta làm bóng bằng nước. Tôn giả, This one, many people said Buddha. No, they're not Buddha. Because when the real superior Buddha from India, around 2,500 years ago, at the time when he was still living, he was the king of India. In Vietnam, we call Tất Đạt Đa, the name of the king from India. And he got 500 different students. So here is a statue of 500 students. Đi! Hiểu khi mới rơ được Phật mà. Hiểu khi mới rơ được Phật mà. Quay ra phải quay cũng tên rồi thì cái này cũng là phục vụ cũng phải có chùa mà mọi người đi cả phải hơn rất hơn mấy chứ không hồ mà sao không chụp được đâu đâu. Thế là cái này là chắc chắn phải có chúng ta tin đấy. Thế còn ai quan tâm thì cái hốc nhỏ nhỏ này là mỗi một cái này cũng có một cái là có một cái bức tượng. Thực ra cái này là của những người công đức thôi. Ví dụ khi họ công đức như này là họ sẽ có là họ cái ví dụ như bố mẹ mà có biết tình thì là mang lên chùa họ. Thế nên là tại sao còn chỗ giờ như vậy? À, 12 giờ lối mà anh dẫn các anh chị đi nó rất là nhà nó sẽ không có vẻ đâu. Chùa có đèn thế. Hôm nay chúng ta sẽ đi phía nào phía này sẽ đưa mình đi. Có bộ tay. Em đi đến chỗ này khi mà cái bên đường ngoài thì đi có cắt đâu. Và chỗ có cái gì. Tôn giả thưa vị, tôn giả âm điều mạnh. Ôi, tuyệt vời. Cái động lực mà bé chứ tính độ bé. Thank you.
chùa này là chùa mới, và thì cái chùa cũ ở đâu? Thì chùa cũ nó nằm ở phía sau ngọn núi này. Núi này người ta gọi là núi Đính, tức khi mình nói là gì? Chùa Bái Đính cũng là hướng về núi Đính lễ đó. Thế thì ở trên đó có ai? Thì tôi không biết là thời nhà Đinh và thời nhà Lê là ở dưới Ninh Bình đúng không ạ? Từ năm 1968 cho đến 1980 là thời nhà Đinh. Từ 1980 đến 1009 là thời nhà Lê. Và sau đó thì vua Lý Công Uẩn quyết định rời đô về Thiên Đình Đại La, còn gọi là Thăng Long. Thế thì sau khi về đó thì có một người Việt quốc mặc dù chữa bệnh cho vua rất là giỏi nhưng quyết tâm ở đây và không về hầu cho vua. Người đó tên là Nguyễn Minh Khâm. Đây là nhà sư rất là giỏi và tu tập ở trên này. Thế lúc bây giờ là cái chùa này là nơi tu hành của thầy Nguyễn Minh Khâm. Thế nhưng mà thầy Nguyễn Minh Khâm ấy thì tại sao lại các chị biết là có một số là có đường Nguyễn Minh Khâm ở trên chỗ trên Hà Nội lại không có. Thế nhưng mọi người lại không biết là thầy đã quấy đồng hồ lên. Có một cái tuyến phố các anh chị không biết có nghe tới là nó ở ngay cái chỗ đầu khách sạn nhà mình ra. Đấy là Lý Quốc Sư đúng không ạ? Dạ. Ấy không, các anh chị có biết ai là Lý Quốc Sư không? Phở Lý Quốc Sư. Cô có ai không người làm quen bây giờ ông Lý Quốc Sư người Lý nhà Lý ông là ai vậy ông là ai thì các anh chị lưu ý nha, Lý Quốc Sư là cái tước hiệu dành cho ông Nguyễn Minh Khâm nhé, mà nhờ có công trị bệnh cho vua nhé, và cái món giếng này này người ta gọi là giếng ngọc này, là ông chuyên dùng để lấy thuốc trị bệnh cho người dân ở đây. Ông hàng ngày hôm nay đi lấy lá gai lấy thuốc ấy làm bánh và trị bệnh cho dân. Thế cái là lòng bữa rồi gọi là giếng ngọc. Lên và cái đường ở trên Hà Nội là đường Lý Quốc Sư nhé. Thực chất này thì sẽ đặt đi xuống đấy. Lên đi ngoài đi, họ gọi là cây sắn nhá. Cây sắn. Gói này. Đây là cây đào tiên. Đặt đi chờ. Cái quả này là mình có ăn được không nhỉ? Đang đi. Cái này cắt ra xong rồi ngâm rượu nhỉ? Đi Trung Quốc. Cả hai cây sắn. Đi lên bên chơi. Xuống mơ mãi vô rồi sớm có thời gian. Đi xe đi biến được lên đây chùa mới đi khi đêm đi mày bay chứ bay là Hà Nội. Máy bay vô lại.